cha trương bưu diệm, lạy cha trương bưu diệm. Amen. Xin kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Chương trình truyền hình nhiều kỳ Ơn Cha Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 161. Hôm nay, các nhân chứng sau đây sẽ chia sẻ đến quý khán thính giả: ông bà Chan Tho Sơ và Vanellay Dương ở thành phố Corona, California; cô Hồng Linh, thành phố San Diego, California. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý khán thính giả đến với chia sẻ của ông bà Chan Tho Sơ và Vanellay Dương. Ông Chan Tho Sơ là người Campuchia hiện đang sinh sống tại thành phố Corona, California. Năm ngoái, khi đi khám sức khỏe, bác sĩ phát hiện thận của ông không khỏe, cần phải đi làm xét nghiệm. Trong suốt thời gian này, bà thường đưa ông tới văn phòng của cha Francisco trong biểu dịp tại thành phố Garden Grove, California để cầu nguyện. Diễn tiến bệnh tật của ông như thế nào và ông đã được cha Diệp cứu sống ra sao? Xin mời quý khán thính giả nghe chia sẻ của bà Vanellay Dương là vợ của ông Chan Tho ngay sau đây. Lòng tin yêu tha thiết con nai vàng, vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. My name Chan Tho, my last name So Chan Tho So, and I from Cambodia. I'm living in Corona, California. Tại vì cái ngày mà ổng làm biopsy đó thì ổng bị bleeding. Thì chị đi làm, cái thằng con nó kêu mẹ ơi chạy về, ba muốn xỉu rồi, ba đứng dậy không nổi, ba té hoài, muốn đi toilet mà đi không được. Cái chị chạy về, chị thấy ổng không còn chút máu nào hết á, mặt ổng tái mét à. Cái chị mới nói thôi chơi bấm 911. Hôm nay quanh cái ambulance lại chở ổng vô bệnh viện. Vô bệnh viện thì bác sĩ nói mày mà đem nó lại trễ khoảng chừng 3-4 tiếng nữa là nó sẽ chết. Tại vì máu nó ra hết rồi. Cái chị mới nói bây giờ như thế nào? Ông nói bây giờ chỉ có là 50-50. Nếu mày đồng ý thì tao sẽ ký giấy tờ. Thì điện cho con gái nó bên Indiana. Cái nó nói thôi thì mẹ ký đi, biết đâu cha ba còn sống. Rồi nếu mà mẹ không ký, người ta không dám làm thì ba sẽ chết. Cái nói ok vậy được, cái ký giấy tờ. Cái lúc đó là ổng nằm là nó kêu là ức như là muốn tắt thở đó em, là sắp chết đó. Cái người ta mới nói đi mày ký giấy tờ thì ta đẩy nó vô phòng mổ, tại vì ta đã file down cái chỗ mà nó bleeding rồi. Thì ổng là ổng phải là Công giáo, rồi ổng mới chắp tay lại. Tại vì lúc ổng bệnh chị thường dẫn lại đây để cầu nguyện. Cái ổng lại ổng nói ổng không chưa muốn chết. Em về nói em về em cầu nguyện với Chúa Đức Mẹ với Thánh Cha Trương Bửu Diệp, đừng có quên xin Cha Trương Bửu Diệp cho anh với anh không muốn chết. Là lúc đó là mẹ chị với chị Hăng ngồi đó, thì ông đẩy vô phòng mổ. Cái rưa đấy lúc mà đẩy nó trong cái lúc mà 2.5 tiếng đồng hồ nó mổ đó, chị ngồi ở ngoài cái phòng chờ đợi đó, chị cầm hình Cha Diệp, chị cầm cho gì hình Cha Diệp mà chị cái cầu nguyện mãi xin mãi trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Cái chị mới đi ra lại cái phòng mổ, đứng ngay trước cửa, chị nhìn cái thấy bác sĩ đi ra. Cái bác sĩ nói phẫu thuật ok, tốt, good. Nhưng mà bây giờ mày lên cái lầu số mấy đó, số 200 mấy đó, thì người ta sẽ đẩy chồng mày lên đó. Là nó ok rồi, nhưng mà chưa có, nó kêu là chưa có lành đó. Nó là nó còn trong cơn nguy hiểm, nó nói vẫn còn trong cơn nguy hiểm. Cái chị mới nói với ổng bất tỉnh rồi, cái chị mới nói với con gái chị, nó bay ở trên Indiana về, nói thôi giờ con với mẹ chạy xuống Cha Diệp liền. Là cái ngày ổng mổ xong đưa lên trên là trưa một chút, là chị giao cho mấy đứa cháu nó coi đó, là chị chạy xuống dưới này, chị với con gái chạy xuống cầu nguyện với cha dưới này đó. Rồi trên trong phòng ổng nằm á, lúc nào chị cũng để cái hình Cha Diệp á trên cái đầu nằm. Cái mấy y tá nó mới hỏi, cái nói không, cái này là đấng thiêng liêng của tụi tao bên Công giáo, ông sẽ ở mãi ở gần chồng tao mà gì, là thích khe chồng tao cho chồng tao lành bệnh mau lắm, tại vì cái đức tin của tụi tao. Cái nó nói ok, cho nên mỗi lần nó thay mền thay gối là lúc nào cái hình Cha Diệp cũng trên đầu nằm của ổng,
không có cho rớt mắt. Ổng ổng có cho rớt mắt mà ổng nằm ICU 3 tuần đó em. Và cái 3 ngày sau, 3 ngày sau cái bác sĩ nói nếu trong vòng 3 ngày á mà ổng không tỉnh á, ổng bất tỉnh là kiểu như là coma. Thì giờ ổng nói nó còn trong vòng nguy hiểm. Cái 3 ngày sau cái ổng kêu chị, kêu con gái chị, mẹ chị trong gia đình lại đứng xung quanh ổng với ba ông bác sĩ. Xong là ổng kêu, ổng lắc cái tay á, lắc cái tay cái thấy cái lắc hai lâu lắm, bác sĩ kêu chanh thô wake up, chanh thô wake up. Mà kêu hai ba lần cái tự nhiên cái tay ổng nó mò mò vậy nè. Nó mò mò vậy. Cái nói rồi đấng thiêng liêng của cha đã giúp rồi. Cái hồi cái ổng mở mắt từ từ, cái ổng nhắm lại, cái bác sĩ nói nó tỉnh rồi đó, là nó ok rồi, không sao đâu, mày đừng sợ, mày đừng lo, nó tỉnh rồi. Cái hồi ổng mở ra 3-4 lần, cái bác sĩ hỏi mày biết ai không? Nó nói tao biết vợ tao. Câu hỏi này là ai? Nó nói con của tao. Hỏi này là ai? Nên là má vợ tao. Nói cái bác sĩ nói rồi ổng vỗ tay lên, ổng mừng, nói ok rồi. Tôi mừng quá, tôi ôm ông bác sĩ, tôi cảm ơn ổng, tôi mừng quá. Đúng không? Cái ơn cha Diệp đó ban cho rồi, mừng quá. Cái trong vòng 3 tuần ổng nằm trong bệnh viện là lúc nào cũng có hình cha Diệp dưới đầu nằm. Sức khỏe ổng bình thường trở lại em. Giờ mới có vai đau ra, vì mới có vai đau ra làm tháng nay là cái lá gan của ổng bị chai 10 mấy năm rồi. Thì nó đi qua cancer. Thì bác sĩ nói nó mới bắt đầu được một inch à. Bây giờ nó làm chemotherapy, không phải chemo mà làm radiation, nó burn á, nó burn luôn, nó burn cái chỗ lá gan đó, cho nó chết đi, đừng cho nó ra nữa đó. Thì được một tháng rồi, thì ngày 16 tây là ngày thứ năm này nè, chị sẽ đem ông trở lại để người ta chụp MRI lần nữa rồi mới lấy hẹn bác sĩ đi gặp bác sĩ. Cho nên chị cũng cầu cho cha Diệp á, giúp sức cho ổng là cho ổng được lành bệnh đó em. Chị đem ổng xuống dưới này cầu nguyện hoài à. Với lại ổng cũng đọc về cái lịch sử của cha đó, ra bằng anh văn đó, là cha có ở bên Campuchia đó một thời gian đó. Cái ổng nói ổng đến đi cầu nguyện tiếng Campuchia, cha hiểu, cha chấp nhận ổng. Cái tới đó đó em, cái ra khỏi bệnh viện đó là ổng vô cái rehab á em. Ổng vô rehab ổng nằm được, ổng nằm một tháng á. Thì ổng nằm trong đó cái một ngày ổng điện cho mẹ chị, ổng nói giờ ổng muốn vô đạo Công giáo. Dạ, yeah. Cái mới nói với cha, tại vì chị là Công giáo thì đạo ai nấy giữ. Cái mới nói với cha trong nhà thờ chị đi đó, thì có một ông bỏ đó, ông tên bỏ đạo đó, ông đỡ đầu. Cái cha vô tới bệnh viện làm rửa tội với lên xếp cái cho ông vô đạo luôn. Cái bây giờ ông có đức tin em, bây giờ ông đức tin ông mạnh lắm. Dạ, yeah. Ông đức tin ông mạnh lắm. Cái ra khỏi khi mà vô cha vô chỗ rehab, vô bệnh viện cha là làm phép cho ổng xong, cái giờ ổng vô đạo. Cái tới ổng về đó là cứ mỗi một tuần vậy đó, ổng không có đi bác sĩ, ổng có đi nhà thờ được, thì cha cho người đến nhà đó trao mình thánh chúa. Và trao mình thánh chúa cho ổng khoảng 2 tháng, cái ổng đứng lên, ổng khỏe lại. Cái chị để hình cha Diệp cho ổng nằm á, chỉ trên là hình Đức Chúa Giêsu, là cho ổng cầu nguyện hoài. Cái ổng cũng có đức tin dữ lắm em, ổng cầu nguyện. Cho nên ổng rất là vui, ổng rất là mừng là cha đã cứu ổng đó. Ổng nhớ mà ổng nói, ổng lại nói đừng có quên nhau, ổng quên đi lại chỗ văn phòng cha Diệp á, cầu nguyện với Chúa Giêsu Mẹ Maria, với nhờ lời cầu bầu á của mình á, để cho cha Diệp á chuyển lên. Thì cha đã cứu biết bao nhiêu gia đình rồi, được thành công đó. Cho nên chị đến đây để chị tạ ơn cha Diệp á, và với chia sẻ những lời mà mình nhận được phép lạ của cha đó, và để mong cha được sớm là thành lên làm thầm thánh đó em. Cái ngày đầu tiên là chị với ổng hai ngày xuống luôn đó, xuống cầu nguyện. Chị vừa bước vô là xong người chị làm như có cái gì đập vào người chị, nó lạnh má cái dở ngốc mình luôn á. Cái chị ngồi xuống chị cầu nguyện cha, tại vì chỗ có thằng con trai nó bị bệnh, không phải là tâm thần nhưng là bệnh trầm cảm. Nó không chịu đi đâu, không chịu làm gì hết đó em. Dạ, depressed dữ lắm. Tại vì nó có người bạn gái, rồi tụi mình broke up, cái tự nhiên nó depressed luôn. Nó không ra khỏi phòng, không nói chuyện với ai hết đó. Là lúc đó là chị lợi ra cố xin cho thằng con trai chị với ổng. Khi về được chừng 1-2 tháng sau em, nó không chịu đi bác sĩ. Khi tự nhiên cái chị nói nó chịu đi bác sĩ em. Đi, cái nó chịu uống thuốc, cái bây giờ nó bớt cũng như là 80% luôn.
80%. Cho nên cứ mỗi tuần mà chị có xuống dưới này á, là chị ghé cha Diệp. Và ghé là chị ghé để cầu nguyện đó. Cầu nguyện cho thấy nó càng ngày nó còn đỡ nhiều lắm em. Bây giờ là bớt đê hay là đi ăn gia đình hay là bà con anh em mời đi. Hồi xưa là đóng cửa trong phòng không nói chuyện với ai không. Dạ, cho nên cha mới ban ơn lành cho gia đình chị hai ơn lành luôn. Dạ, thằng con trai với ổng. Dạ. Dạ, chứ là con gái chị. Dạ, mới 4-5 tháng nay chị cũng có đưa nó xuống dưới này 2-3 lần luôn á. Tại vì chị đến cầu nguyện cho nó bị mất nó khi ba nó bệnh nó về đây ở tới gần 5 tháng nửa năm á mà không có công ăn việc làm. Cái dạ, tại vì nó quýt ở đặng đó em rồi lại đây khó công việc làm nữa, cái chị cứ đưa nó hễ mà nó có nó lập gia đình rồi mà nó ở trên Pasadena á. Hai vợ chồng trên đó cái mỗi một tuần vậy 2-3 ngày nó xuống đây thăm ba nó. Cái chị đưa nó lại đây, chị nói con lớn con xin cha Diệp đi rồi từ từ con sẽ có công ăn việc làm. Bây giờ nó mới nhận được việc làm hồi bữa 10 bữa coi bữa 7 tây 7-8 tây vậy đó. Dạ, thì người ta điện nó vô, người ta nói là nó được việc làm rồi thì nó mới đi làm ngày ngày hôm thứ hai nè, là ngày hôm qua là ngày đầu tiên đó. Người ta nó interview cái người ta chấp nhận, nó nói con lời xin cha Diệp nó đi, xin cha Diệp cái lời nó cầu nguyện, nó lời nó cầu nguyện, cái chị cũng chìa chùa cái thì nè cho nó đeo. Rồi cho cái hình cho Diệp để lúc nào con cũng phải để trong bóp. Trong xe con lái xe đi đâu con có gì con cái cầu nguyện cha đi. Cái cầu nguyện cha đi. Từ từ cha sẽ cho con à. Chứ không phải con cầu nguyện bữa nay ngày mai con được đâu. Con phải có cái đức tin, con cái cầu nguyện hoài là con sẽ được à. Mình đến mình xin là được. Ổng là người ngoại đạo. Lúc mà ổng lại xin ổng chưa có đạo đâu. Dạ. Khi cha đã cứu ổng rồi là ổng có cái đức tin mạnh lắm em. Cho nên ổng nói ổng phải vô đạo. Ổng nằm bệnh viện. Coi 3 tuần trong ICU xong ổng vô cái home care đó một tháng trời mà ổng nằm được mấy tuần cái ổng suy nghĩ ổng có đức tin đó. Cái ổng điện cho má chị giờ ổng muốn vô đạo Công giáo từ giờ ổng có đức tin ổng á là Chúa với Đức Mẹ với Thánh Cha đã cầu bầu á, Thánh Cha Trương Quốc Diệp linh lắm đã cầu bầu ổng được lành bệnh rồi cho nên ổng quyết định ổng vô. Bây giờ ổng vô đạo luôn. Cảm ơn Cha hiền cho con một niềm tin mới qua muôn ngàn thử thách của trần gian. Cảm ơn Cha hiền. Cô Hồng Linh hiện là cư dân của thành phố San Diego, California. Cách đây khá lâu, thời gian cô vừa định cư tại Mỹ, hai gót chân của cô bị mọc gai, gây đau nhức, khiến nhiều đêm cô không ngủ được. Dù bác sĩ cho thuốc uống hoặc chích thuốc, bệnh của cô vẫn không thuyên giảm. Bác sĩ khuyên cô nên mổ, nhưng cô không mổ vì rất sợ. Cô đã được người thân nói hãy cầu nguyện với cha Diệp, và cô đã cầu xin cha. Cha ơi, xin cha chữa lành cho con đi, con đau nhức lắm. Niềm tin của cô đã được cha chuyển cầu lên đấng tối cao, chữa cô được lành bệnh. Xin mời quý khán thính giả nghe cô chia sẻ lại ngay sau đây. Tôi tên là Hồng Linh. Ở San Diego cách đây cỡ 20 năm. Hồi lúc đó tôi mới qua Mỹ con tôi còn nhỏ lắm, mới 2-3 tuổi à. Rồi tôi đi làm. Rồi xong cái hai cái chân tôi nó bị mọc gai. Mọc ở dưới gót chân á. Gai gan khúc vậy nè. Tôi đau nhức lắm. Tôi mới đi chụp hình thì thấy xương nó mọc gai ra như vậy. Đau đêm nào cũng ngủ không được. Suốt đêm tôi khóc không á. Tôi đi bác sĩ, mỗi lần người ta chích thuốc vô càng đau thêm. Rồi nó bớt dịu dịu vài bữa nó đau lại. Đau lại mà suốt mấy tháng trời. Bác sĩ định mổ hai cái chân. Rồi tôi sợ. Nếu mà mổ thì tôi phải đi nạn. Tôi phải nghỉ. Rồi con tôi còn nhỏ nữa. Thôi tôi không mổ. Cái trong nhà tôi cũng có một cha. Cha nhưng mà cha thường đi làm lễ rồi cha nói thôi con ra con nhìn hình cha Diệp con cầu nguyện đi chứ đau nhất gì con chịu không nổi đâu. Thì lúc đó có tấm hình của cha, cái tôi nhìn tấm hình là tôi nói cha ơi bây giờ cha chữa lành cho con đi chứ con đau nhất gì con đi làm cũng được, con đi cũng được, con đi bằng mấy ngón chân không à. Tôi kêu như vậy thôi đó, tôi đâu có lời lẽ của tôi nó không có văng qua tôi người miền Tây. Rồi xong rồi tôi đi nhìn tấm hình cha tôi cầu nguyện vậy thôi mà từ từ hết đau. Cách đây 20 năm nó không đau lại. Chứ nếu như
bác sĩ nói nếu mà mổ á, thì 5 năm sau cái xương nó mọc trở lại vẫn đau. Mà tôi không mổ, không thuốc, không những chuyện đó đâu, còn rất là nhiều chuyện cha giúp tôi. Những lúc vui buồn, những lúc tôi gặp khó khăn trong cuộc đời. Gần đây nhất là cái tay tôi nè. Cái tay tôi nè, cách đây cũng cỡ 3 tuần đi. Còn như nó đau mấy ngày, nó đau, tôi đau buốt lắm, đau chịu không nổi á. Tôi nghĩ là trong lòng tôi là chắc tôi sắp sửa tới lúc tôi hết làm nổi rồi. Nó đau. Cái này nó cũng bị tê nữa. Mà bây giờ tôi khấn cha hồi đợt trước á, mà giờ nó bớt tê nhiều lắm. Nó bớt tê nhiều lắm mà cái tay chỗ này tôi đi ngày đó buổi sáng gì chiều lại là tay tôi hết đau. Ngay trong ngày luôn, bởi vậy tôi nói với con tôi má phải trở lại lần nữa để má cảm ơn cha một lần. Mà buổi sáng tôi tới đây là tôi vô cha trước đó đã. Tôi cầu xin cha chữa cho tôi cái tay hết đau đi. Tại tôi đau lắm. Tới chiều về tay tôi hết đau. Đó bây giờ nó tỉnh queo à. Tôi mừng lắm, tới đây tôi mừng lắm, giống như mình tới nhà cha. Tôi, ý nguyện của tôi sau này nếu mà tôi già hết làm nổi chắc tôi tìm về nhà cha tôi ở. Rồi cái tiền hưu của tôi đóng góp vô. Tôi mến cha lắm, tại vì cha giúp cho tôi nhiều việc lắm. Tôi nói tâm kể hết tâm tư của mình ra với cha, giống như người cha đối diện với mình nè. Đối diện với mình, hiểu mình nè, mình tâm sự với cha thôi. Những lúc buồn, vui, những lúc khó khăn, những lúc mình gặp nạn, những lúc mình chớ giới cái gì trong vấn đề cuộc sống của mình. Thì mình nói cha ơi con bị như vậy, 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 hai con gặp vậy, cha giúp con, cha giải thoát con. Cha giúp mình, cha cầu nguyện với Chúa nhanh hơn, có hiệu kết quả hơn mình nữa. Các câu chuyện ơn lành vừa kể được Trương Bửu Diệp Foundation ghi lại chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện này không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Trương Bửu Diệp. Chúng tôi mong rằng những câu chuyện về ơn lành cha Diệp sẽ đem đến niềm tin, hy vọng và sự bình an cho những ai đang cần đến. Tiếp nối chương trình là phần thông báo. Chương trình Ơn Cha Diệp đang được phát thường xuyên trên YouTube, Twitter, Facebook, Google Plus và trang web chuongbuediep.org. Những ai không xem được trên online, xin gọi cho chúng tôi để nhận DVD Ơn Cha Diệp miễn phí. Ưu tiên gửi quà tặng cho người có thẻ thăm viếng để giảm bớt sự thất lạc khi gửi các quà tặng của Chuong Buediep Foundation đến nhà. Kể từ tháng 5 năm 2016, Chuong Buediep Foundation ưu tiên gửi quà cho quý khách có thẻ thăm viếng. Người có thẻ từ các tiểu bang hoặc các quốc gia khác xin vui lòng nói số thẻ khi gọi phone hoặc viết thư hay email cho hội để yêu cầu gửi quà tặng hoặc để ghi danh các chương trình do hội tổ chức. Ghi danh cư ngụ trong làng Cha Diệp. Từ đầu tháng 4, Chuong Bửu Diệp Foundation đã phát đơn ghi danh cư ngụ trong làng Cha Diệp tại văn phòng. Quý vị ở xa xin vào trang web chuongbuediep.org để download phiếu ghi danh hoặc gọi cho chúng tôi để được hướng dẫn. Chương trình phục vụ cho cộng đồng mang tên Nghĩa Tử Nghĩa Tận và đặt hình người thân đã qua đời. Mọi chi tiết xin liên lạc về văn phòng Chuong Bửu Diệp Foundation số 14231 đường Euclid, thành phố Garden Grove, California 92843. Số điện thoại liên lạc 714-537-8159, 714-362-6608. Cầu nguyện với cha Diệp vào lúc 7 giờ tối thứ Năm, ngày 4 tháng 8 năm 2016, tại văn phòng sẽ có buổi cầu nguyện hàng tháng tại Chuong Bửu Diệp Foundation. Quý vị ở xa muốn cùng hiệp thông trong buổi cầu nguyện, xin vào YouTube, Facebook hoặc trang web www.chuongbuediep.org. Xin khấn qua điện thoại. Để việc xin khấn được thuận tiện cho quý ông bà anh chị em ở xa, chúng tôi đã mở số điện thoại dành riêng để gửi lời xin khấn hoặc cảm tạ đến cha Francisco Chuong Bửu Diệp không qua tổng đài. Xin quý vị gọi số 714-702-5129 rồi để lại lời khấn sau tiếng bíp. Bản tin ơn lành nhằm giới thiệu những ơn lành mới nhất và cung cấp các thông tin cần thiết cho mọi người.
Trung Biểu Diệp Foundation đang phát hành miễn phí bản tin vào các ngày mùng 1 và 15 mỗi tháng tại văn phòng Trung Biểu Diệp Foundation. Quý vị ở xa có thể xem và download bản tin trên trang web www.tbdf.org. Quý vị muốn đóng góp thông tin, bài vở trên bản tin, xin gọi cô Trang Nguyễn ở số điện thoại 714-537-8159 hoặc email trangn@trungbuiediep.org. Website Trung Bửu Diệp Foundation tiếng Anh, website trungbuiediep.org đã có phiên bản tiếng Anh. Quý khách có thể truy cập vào website trungbuiediep.org rồi click vào English để đọc các câu chuyện ơn lành và thông tin cần thiết bằng tiếng Anh. Để giúp Trung Bửu Diệp Foundation duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha Diệp, xin quý vị chọn các cách sau đây. Cách thứ nhất, xem các chương trình ơn cha Diệp của Trung Biểu Diệp Foundation trên YouTube mỗi ngày. Càng có nhiều người vào xem thì hội sẽ có thêm ngân sách để duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha. Cách thứ hai, nếu thường mua hàng online trên Amazon, xin quý vị vào website www.smile.amazon.com và chọn Non-Profit Organization là Trung Biểu Diệp Foundation. Cách thứ ba, mỗi khi có dịp đi chợ Sài Gòn City Marketplace tại góc đường McFadden and Brokers, thành phố Westminster, xin đọc số 123 tại quầy thu ngân. 12 tháng 3 là ngày giỗ cha Diệp. Chương trình truyền hình ơn cha Diệp tập 161 xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Xin thân ái kính chào quý vị. Lạy Cha Trương Bửu Diệp, lạy Cha Trương Bửu Diệp.